Phan Như Thì xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Lần thứ mấy Thùy đến với chương trình rồi? À, thì đây là lần thứ hai. Có kinh nghiệm mà đúng không? Dạ không, tại lần trước em cũng thua. Ủa vậy hả? Dạ. Ồ, biết đâu lần này cũng y chang vậy. Rồi, còn Trí thì sao, lần thứ mấy đến với chương trình? Dạ đây là lần đầu tiên đến với chương trình Đấu Trường Ẩm Thực à. Rất mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Nhất Trí và Như Thùy. Và xin được chào đón đầu bếp anh Đặng Anh Huy. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Tôi tên là Đặng Anh Huy. Sở trường của tôi là nấu những món ăn Á và Việt Nam. Hôm nay anh Huy xin phép gửi đến quý vị khán giả và các bạn ở đây một món ăn rất là đơn giản, đó là món gà đùi nấu thơm. Và đặc trưng của món ăn này là gì? Đó là cái vị thơm nhẹ nhàng từ trong cái trái thơm trong quá trình chúng ta nấu. Gà đùi nấu thơm. Là đùi gà nấu thơm đó đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên đảo chữ là nghe nó sang hẳn luôn á ha. Ngay bây giờ thì xin mời hai khách mời, chúng ta sẽ lên món và thưởng thức nha. Và bây giờ xin mời anh phụ bếp vui vẻ và những thực khách may mắn. Rồi, yeah lại nè. Cảm ơn anh. Rồi, gà đùi sốt thơm. Ôi. Ôi. Cái món này mình làm như thế nào anh? Tại vì em thấy thịt gà rất là mềm luôn. Thì thơm á, thì một nửa bầm nhỏ cái thơm ra. Rồi sau đó người ta xào với lại nè, tỏi nè, hành tím nè, nhớ gừng băm nè ha. Người ta xào cho nó thơm lên xong, cái người ta cho nước vô, ta nấu. Còn cái phần gà thì người ta đem đi áp chảo, hai mặt cho nó vàng. Rồi sau đó người ta bỏ vào trong cái nước người ta nấu. Rồi cà rốt nè, rồi chúng ta cho thêm đậu tí bo vào nữa. Đó. Và như vậy là chúng ta đã biết xương xương cái cách thức để mà chế biến cái món ăn này rồi. Dạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có một cái mini game. Và nếu như nghệ sĩ nào giành được chiến thắng trong mini game này sẽ có một cái lợi thế. Đó chính là đích thân anh Huy đây sẽ chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu từ A tới Á luôn. Bước vô là mình nấu, chiểm trệ luôn. Trời ơi. Nếu như mình thua nha, mình thua là mình phải đích thân đi chợ đó.